Ở đây chúng ta đặt tên thư mục là lesson. Để đơn giản hơn thì chúng ta có thể sẽ tạo tiếp một số các thư mục con bên trong đây nữa. Chẳng hạn như là toán, vân vân, hoặc là vật lý chẳng hạn. Và cách thức hoàn toàn tương tự. Sau đó thì chúng ta sẽ trở lên cái thư mục lesson, nghĩa rằng thư mục cha của hai thư mục con là math và physics. Chúng ta click vào nút up ở trên thanh trên file manager. Và bước này chúng ta sẽ cùng nhau xóa đi những thư mục mà chúng ta vừa tạo. Rất là đơn giản, các bạn chỉ việc right click trên nó và chọn chức năng move to trash. Tiếp theo chúng ta sẽ đổi tên thư mục lesson thành một tên khác, chẳng hạn như là my lesson. Quá đơn giản phải không các bạn? Và tiếp theo chúng ta sẽ sao chép nội dung thư mục My Lesson này sang các thư mục khác. Chúng ta sử dụng thao tác copy và paste một cách rất là trực quan. Để di chuyển thì chúng ta dùng cut và paste thay vì là copy và paste. Khi làm việc với tập tin và thư mục, nhiều lúc các bạn cần phải chọn nhiều đối tượng cùng một lúc. Như vậy, để làm việc đó với File Manager như thế nào? Chúng ta có một số cái phương án chọn như sau. Để chọn một số các đối tượng tập tin hoặc thư mục riêng lẻ, thì các bạn giữ Control và chúng ta click các đối tượng mà chúng ta muốn chọn. Cách thứ hai là chúng ta sẽ drag một cái ô hình, chúng ta sẽ rê tạo ra một ô hình chữ nhật ở trên những cái đối tượng mà chúng ta muốn chọn. Cách thứ ba là sử dụng trong trường hợp chúng ta xem danh sách cái nội dung thư mục như là một cái list, thì chúng ta nhấn phím Shift để chúng ta chọn đối tượng đầu và sau đó chúng ta chọn đối tượng thứ hai, và như vậy chúng ta sẽ chọn được cả một danh sách dài. Trong trường hợp mà chúng ta muốn chọn nhiều nhóm đối tượng thì chúng ta kết hợp cả phím Shift và phím Control như chúng ta nhìn thấy trên màn hình. Và Fedora có một phương án chọn tập tin một cách rất đặc biệt, không thông qua các phương án, không thông qua cái cách dùng chuột, đó là chúng ta chọn theo mẫu tên tập tin. Ở đây là chúng ta sẽ dùng hai ký tự đặc biệt, đó là ký tự sao và ký tự chấm hỏi. Trong đó ký tự sao nó đại diện cho bất kỳ một ký tự nào, và dấu chấm hỏi thì đại diện cho một ký tự bất kỳ. Lấy ví dụ như chúng ta muốn chọn các thư mục có tên là từ tem 1 cho đến là tem 9 như trên màn hình, thì chúng ta sẽ nhập vào cái mẫu như trên màn hình như các bạn thấy. Ở đây ghi tem chấm hỏi có nghĩa rằng là tất cả những tập tin nào bắt đầu bằng chữ tem và kết thúc bằng một ký tự bất kỳ. Để chọn được tất cả các thư mục có tên là tem thì chúng ta sẽ sử dụng dấu sao. Có nghĩa rằng là tất cả các tập tin bắt đầu bằng chữ tem. Khi chúng ta làm việc với tập tin và thư mục thì đôi lúc chúng ta cũng có quá nhiều tập tin và thư mục đến một mức mà chúng ta nhiều lúc không thể tìm thấy nó được bằng mắt bình thường nữa. Trong những tình huống như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng đến chức năng tìm kiếm tập tin và thư mục của Fedora. Thực ra thì chức năng tìm kiếm rất là đơn giản. Các bạn chỉ việc click vào nút Search ở trên File Manager và sau đó chúng ta sẽ gõ vào cái nội dung hoặc là cái tên của tập tin mà chúng ta muốn tìm kiếm. Lấy ví dụ như khi tôi gõ vào dòng chữ là thêm, có nghĩa rằng là tôi muốn tìm tất cả những tập tin nào có cái tên
có chứa cái chữ là thêm, và tìm từ vị trí thư mục hiện hành chúng ta đang hiển thị, mà trong trường hợp này chính là thư mục rút. Và nếu như các bạn còn nhớ nội dung thư mục thêm thì chúng ta sẽ nhìn thấy danh sách những cái thư mục con của thư mục thêm, từ thêm thêm 1 cho đến thêm 10. Và bây giờ sau khi định nghĩa xong thì chúng ta chỉ việc bấm nút sort thì chúng ta sẽ nhìn thấy danh sách các tập tin và thư mục có cái tên bắt đầu bằng chữ thêm. Ở đây các bạn cũng thấy rằng là chúng ta còn có thêm cả một thư mục có tên là template. Nó không nằm trong thư mục thêm nhưng mà nó vẫn nằm trong một thư mục con của thư mục root. Và sau khi đã tìm kiếm xong thì các bạn có thể lưu trữ lại kết quả tìm kiếm để sau này chúng ta có thể sử dụng lại được. Giả sử như chúng ta lưu trữ kết quả tìm kiếm này lại và chúng ta cất nó ở trong thư mục root. Và bây giờ chúng ta sẽ xem lại nội dung của thư mục root. Các bạn sẽ nhìn thấy rằng là kết quả tìm kiếm mà chúng ta vừa được lưu, nó có một biểu tượng có màu vàng, có tên là search_tem.save_search. Và khi chúng ta double click vào biểu tượng này thì chúng ta sẽ nhìn thấy lại kết quả tìm kiếm mà chúng ta vừa làm ban nãy. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm cách chúng ta đánh dấu lại cái thư mục mà chúng ta thường xuyên làm việc để chúng ta có thể nhanh chóng truy cập đến nó. Lấy ví dụ như trong trường hợp này chúng ta có cái thư mục tên là thêm nằm trong thư mục root, là nơi là cái thư mục mà chúng ta sẽ thường xuyên làm việc với nó. Và như vậy thì chúng ta chỉ đánh dấu nó bằng cách là chúng ta chọn bookmark và add bookmark. Và khi sau khi chúng ta add bookmark xong thì các bạn nhìn thấy là thư mục tem sẽ được đưa vào trong danh sách các bookmark nằm ở phía bên panel bên tay trái. Và tương tự thì các bạn cũng thấy rằng là thư mục tem này sẽ xuất hiện ở trong danh sách bookmark nằm ở trên menu places trong thanh panel ở trên cùng màn hình. Và để đi đến thư mục tem, mở thư mục tem thì ta chỉ việc chọn nó. Khi làm việc với một thư mục thì cũng có lúc chúng ta muốn tạo ra cho nó một cái hình thức hơi đặc biệt hơn so với các thư mục khác, để chúng ta có thể đánh dấu nó một cách trực quan trong vô số các thư mục mà chúng ta có. Để làm được điều này thì chúng ta có thể thay đổi hình nền hoặc là màu nền của một thư mục, hoặc là thậm chí chúng ta có thể thêm một biểu tượng phụ vào trong thư mục của chúng ta. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu phương án thay thế hình nền hoặc là màu nền của một cái thư mục. Thì để thay thế được hình nền thì chúng ta sẽ phải hiển thị thư mục ở chế độ là View View as Icon. Chúng ta chọn Background. Và như vậy thì các bạn chỉ việc rê và thả một cái background có sẵn trong số các background hiện lên đây. Và chúng ta rê vào trong phần nền của thư mục là chúng ta sẽ thay đổi được. Còn nếu như chúng ta muốn trả lại cái hình nền màu trắng thì các bạn chỉ việc tiến hành động tác là rê cái biểu tượng có tên là Reset ở góc trên trái của cái hộp thoại này trở lại thì chúng ta sẽ có được cái thư mục với cái hình nền như cũ. Và sau khi thay đổi xong thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái hình nền của thư mục này nó được Fedora nhớ lại luôn. Tương tự thì chúng ta có thể thay đổi cái màu sắc của một cái thư mục. Và chúng ta có thể thêm một số các cái biểu tượng, chồng lên các biểu tượng có sẵn của một thư mục. Thật là thú vị phải không các bạn? Điều này sẽ giúp cho chúng ta gia tăng tính hiệu quả rất nhiều trong việc mà chúng ta xác định những cái thư mục quan trọng đối với mình. Như vậy là bài học của chúng ta tìm hiểu về phương pháp làm việc với tập tin và thư mục cũng như là với File Manager đến đây là kết thúc. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bạn.